Ngày 18 tháng 10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước đó tại Paris số 2, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát Lào, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Qua đó phát hiện bắt quả tang Lâm Thanh Yên, sinh năm 1971, trú tại xóm Cây Bồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, có hành vi vận chuyển trái phép 3 bánh heroin. Bước đầu Yên khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ Lào về Việt Nam để đưa ra Hà Nội, lấy tiền công 20 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.